Hello, xin nhé. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là gà đây. Hôm nay vào game anh em sẽ nhận được thêm một vài phần quà từ EA. Đầu tiên là anh em sẽ nhận được thêm con hàng là Wish, một thẻ cầu thủ của Bayer Leverkusen. Khi mà câu lạc bộ này cũng đã vô địch giải Đức với một thành tích cực kỳ ấn tượng, đấy chính là bất bại cho đến thời điểm hiện tại. Do đó thì EA cũng đã tặng cho thêm chúng ta một thẻ cầu thủ. Thực ra thì thẻ này chỉ có độ 91 thôi, do đó thì chúng ta cũng chỉ nhận để làm phút thôi, nói chung là không có quá nhiều điểm, quá ấn tượng. Và ngoài ra thì anh em sẽ nhận được thêm là 1.000 cái điểm là MLS Passport. Vậy thì cái điểm này dùng để làm gì? Tại sao EA lại tặng cho chúng ta thêm 1.000 điểm? Đấy chính là hiện nay chúng ta đang có cái phần sự kiện là MLS và cái phần sự kiện này sẽ kết thúc sau khoảng 3 ngày nữa. Và nếu như mà anh em chỉ cày cuốc thông thường thông qua việc là chúng ta chơi các phần trận đấu, chơi các phần skill game thì chúng ta sẽ không đủ cái điểm Passport để có thể hoàn thành được cái pass của con hàng Nesta này. Do đó thì EA sẽ tặng thêm cho chúng ta 1.000 điểm để cho những anh em nào mà đã nạp cái pass này có thể dễ dàng hoàn thành hết tất cả các mốc trong cái phần pass để nhận được con hàng Nesta. Còn nếu như mà anh em nào mà không chơi, anh em nào mà không nạp thì mình nghĩ là thôi, EA cho chúng ta nhận được thêm con hàng 89 cũng để làm cảnh. Và tất nhiên rồi, cái pass này anh em nào mà đã nạp hoặc anh em nào chưa nạp mà mong muốn nhận con hàng Nesta thì có thể liên hệ gà để được hỗ trợ nạp nhé. Và ngoài ra thì cái phần sự kiện MLS này cũng sắp kết thúc rồi. Do đó thì anh em cố gắng cày cuốc nốt các phần nhiệm vụ này để có thể là nhận full các phần thưởng cho cái phần sự kiện MLS. Nói chung là cái phần sự kiện này cũng không quá ngon đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thêm một vài phần quà như là phần quà liên quan đến gem, phần quà liên quan đến các cầu thủ 94 để anh em có thể làm phút. Ngoài ra thì chúng ta nhận được thêm một vài phần quà khác nữa. Mặc dù mình cũng đã hoàn thành hết rồi nhưng mà chưa dám nhận cầu thủ, tại vì hiện nay danh sách các cầu thủ trong đội hình của mình đang full mất rồi anh em ạ. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng đến với thông tin thứ hai, đấy chính là hôm nay trong cái phần sự kiện Centurion hay là sự kiện bách nhân đội trưởng, chúng ta cũng đã tiếp tục mở thêm một cái chap. Thì trong cái phần sự kiện Centurion này, hôm nay chúng ta mở thêm cái chap là To Be Centurion, hay là anh em nào dùng tiếng Việt nó có tên là trở thành bách nhân đội trưởng. Thì trong cái phần nhiệm vụ này, trong cái phần chap này, thực ra chúng ta cũng như tương tự như cái phần thứ hai thôi, anh em sẽ nhận các phần quà miễn phí liên quan đến điểm là progress. Ngoài ra thì chơi thêm các phần skill game, chơi các phần trận đấu để có thể kiếm được thêm các điểm là recruitment progress. Và từ cái điểm này anh em sẽ mang đi đổi ở bên này nhá. Chúng ta một ngày chỉ kiếm được tối đa là 100 điểm thôi. Do đó thì anh em cũng không cần thiết phải chơi full các phần nhiệm vụ này làm gì cả. Anh em kiếm đủ 100 điểm, anh em sẽ mang đi đổi thêm cái điểm là recruitment point. Và từ cái điểm recruitment point này anh em sẽ dùng để mở thôi. Anh em sẽ purchase ở cái gói này để có thể nhận được một vài cái gói cầu thủ như là cầu thủ từ 80 đến 87 này. Chúng ta nhận được thêm điểm gem hoặc là điểm coin. Và sau mỗi lần mở thì chúng ta sẽ được tính là cái phần milestone này. Ví dụ như là cái phần defender, tức là phòng ngự, thì khi mà anh em mở được hai lần cái gói này, chúng ta sẽ có thể nhận được thêm là 40 cầu thủ ở vị trí phòng ngự có VR là từ 60 đến 92. Và tương tự khi mà anh em mở đủ 4 lần thì em sẽ có thể là nhận được là thêm 30 cầu thủ ở vị trí là tiền vệ có VR là từ 60 đến 92. Tuy nhiên thì cái gói này chúng ta sẽ chỉ mở từ ngày 20 tháng 4 anh em nhé. Tương tự chúng ta có thêm các gói như là attacker liên quan đến tấn công. Và sau khi anh em mở đủ 7 lần thì chúng ta sẽ có thể nhận được một trong hai cầu thủ là cầu thủ Muller hoặc là cầu thủ Marciano. Thực sự thì con hàng Muller này cũng là một thẻ cũng khá là ngon, nhưng mà thời điểm hiện tại thì không quá ấn tượng nữa rồi. Do đó thì tại cái phần này mình khuyên anh em là chúng ta nên chọn con hàng là Marciano, một cái con hàng mà có thể đi nâng cấp là một thẻ Universal anh em nhé. Và ngoài ra thì tại cái phần sự kiện Centurion này chúng ta có thêm cái chap từ tuần trước rồi, chính là Road to the Glow. Cái chap này thì em tiếp tục cái cuốc thôi, anh em nhận được các cầu thủ. Như mình thì mình đã chọn theo cái pass của con hàng là Makele, còn anh em nào mà chọn theo cái pass của cầu thủ Philip Lam thì cũng là một cái thẻ mà cực kỳ ngon và ấn tượng. Tuy nhiên có một điểm khá là buồn, đấy chính là các cầu thủ ở phần trước này lại không có thể nâng cấp cho các cầu thủ ở phần sau, nên là cái phần tối đa trong cái phần Road to the Glow này chúng ta chỉ nhận thêm một cầu thủ có VR là 94 thôi. Và ngoài ra nữa, cái phần đầu tiên, cái phần này thì mình không chắc là anh em đã hoàn thành hết chưa, còn mình thì cũng đã hoàn thành hết rồi. Mình đã nhận được full 3 con hàng Zico để có thể nâng cấp một cầu thủ từ 94 lên 96. Và thôi, cái phần này thì nói chung là kết thúc rồi, chúng ta không cần phải cày cuốc quá nhiều nữa anh em ạ. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng điểm qua một vài thông tin về giải UEFA Champions League. Và sau tối hôm qua chúng ta cũng đã biết được 4 cái tên đã có mặt ở trong vòng bán kết của UEFA Champions League. Đầu tiên chúng ta có ông kẹ của UCL, đấy chính là chúng ta có Real Madrid. Ngoài ra có thêm câu lạc bộ là Bayern Munich, chúng ta có Dortmund và cuối cùng là PSG.
Và với việc là bốn câu lạc bộ này cũng đã lọt vào vòng bán kết thì các thẻ cầu thủ trong game, cụ thể là các thẻ cầu thủ của bốn câu lạc bộ này sẽ có thể được tăng Euro. Chúng ta có những thẻ như thẻ De Ligt này, thẻ Rodrigo này, thẻ Sané, những thẻ cầu thủ của sự kiện là Road to the Final sẽ được cộng 1 Euro anh em nhé. Do đó thì anh em nào mà đang sở hữu những thẻ này thì anh em tạm thời đừng bán vội, tại vì là sang tuần sau có thể sẽ rơi vào tầm khoảng thứ 5 hoặc là thứ 4 thì các thẻ cầu thủ này sẽ được cộng thêm 1 Euro. Và với việc khi được cộng thêm 1 Euro thì mình nghĩ là giá cầu thủ sẽ tăng lên một chút. Cụ thể như là con hàng Rodrigo này thì hôm qua sau khi Real thắng thì hiện nay cũng đang có rất nhiều người mua. Và với việc là phong độ của Real cực kỳ ấn tượng ở UEFA Champions League thì mình nghĩ là những thẻ cầu thủ này sẽ còn tăng nhiều nữa khi mà Real có thể góp mặt trong vòng chung kết hoặc là vô địch. Và ngoài ra thì trong cái phần này liên quan đến cái phần sự kiện UCL, anh em đều biết là hiện nay chúng ta đang có cái phần sự kiện UCL là Road to the Final. Sang tuần sau vào ngày 25 tháng 4 chúng ta sẽ có thêm một cái chap nữa, chính là chap của vòng bán kết, chính là semi final. Và ngoài ra thì trong cái phần bên này hiện nay hôm nay anh em cũng đã nhận được thêm các phần thưởng của cái phần là weekly promotion match. Cái phần này thì thực ra mình nghĩ là anh em cũng đều đã đủ điểm và anh em đều đã nhận được cái mốc cao nhất là 120 điểm. Và tương tự như các tuần trước thôi, anh em hãy cùng mình đi nhận phần quà xem liệu mình có nhận được thẻ cầu thủ nào ngon của bốn câu lạc bộ đã lọt vào vòng bán kết hay không anh em nhé. Ok, ngoài ra thì chúng ta nhận được thêm 3.000 điểm game cũng khá là nhiều. Ok, thẻ cầu thủ bốn nào nha, CB, PSG, ok. Mình đã nhận được thêm một thẻ của cầu thủ là Pereira. Thực sự con hàng này không quá ngon, nhưng mà với việc là PSG lọt vào vòng bán kết thì cầu thủ này cũng sẽ được cộng thêm 1 euro và sẽ là một thẻ cầu thủ cao độ là 92, nói chung là tạm được. Và tiếp tục thôi, sang tuần này thì chúng ta lại nhận được thêm là 20 cái điểm free ticket này để em tiếp tục cày cuốc và anh em có thể kiếm được thêm các điểm. Và ngoài ra thì sau khi mở thêm cái phần thưởng tuần này thì chúng ta cũng đã mở thêm cái mốc thứ 3 trong cái phần là Road to the Final Milestone. Và tại mốc thứ 3 này chúng ta lại nhận được thêm là 1 triệu coin cộng thêm 3.000 điểm gem. Thực sự thì hiện nay mình thấy là tất cả các phần sự kiện trong game nhận được khá là nhiều điểm gem nhá. Nay thì mình cũng đã đạt được là khoảng 100.000 điểm gem rồi. Thì cái điểm gem này nếu như mà anh em nào cũng được nhiều như mình thì anh em không nên mở các pack trong phần store. Tại vì là thời gian tới chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ ngon của FC Mobile. Đấy chính là sự kiện TOTS, một sự kiện mà cực kỳ đáng chờ đợi. Và nhân tiện thì đang nói về cái phần sự kiện Team of the Season thì hôm qua trên trang Twitter của EA cũng đã thông báo về việc là sẽ mở vote các thẻ cầu thủ của sự kiện Team of the Season để em có thể là đóng góp một vài cái ý kiến của mình. Thực sự thì cái phần này cũng chỉ vote cho có thôi, tại vì là nếu như em vote chúng ta cũng chẳng nhận được quà của EA. Nói chung là cái phần này cũng chỉ để cho có thôi. Và hiện nay thì chúng ta đang mới chỉ vote của giải là Bundesliga thôi. Sau này sẽ có thêm các giải khác như là giải của Ngoại hạng Anh, giải của La Liga hoặc giải của League One hoặc là giải của Ý để em có thể vote. Và anh em nào mà muốn vote các cầu thủ thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, dưới phần comment để em có thể là góp một chút công sức của mình vào việc lựa chọn các cầu thủ anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng điểm qua thông tin về các gói exchange ngày hôm nay. Thực sự thì sang cái phần sự kiện Centurion này mình thấy các gói exchange không còn quá ngon như các phần sự kiện khác nữa. Thì trong đây chúng ta có thêm cái phần là showdown nhé. Showdown thì cuối tuần này chúng ta sẽ có trận El Clasico giữa Real và Barca. Do đó thì chúng ta sẽ có hai thẻ để em có thể lựa chọn, ví dụ như là thẻ của Cavahan và thẻ thứ hai là Martinez. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm một cặp derby cực kỳ ấn tượng của Milan, đấy chính là Inter Milan và AC Milan. Nói chung là những thẻ này thì hiện nay thực sự thì mình thấy cũng khá là hay, nhưng mà chúng ta không có những thẻ cầu thủ để nâng cấp nên là exchange phần này khá là phí. Và ngoài ra thì trong cái phần sự kiện Centurion này thì chúng ta không có quá điểm đáng nổi bật. Cái phần này thì em có thể mở may mắn, tại vì hiện nay chúng ta nhận được khá là nhiều các phút, các phần quà của EA nên là em có thể mở may mắn trong cái phần là Centurion này. Và tiếp theo thì cuối tuần này chúng ta sẽ có thêm một phần nữa, đấy chính là anh em có thể exchange được cầu thủ là Zanetti nhé, một thẻ cầu thủ đá ở vị trí là RB. Và theo Mr. Sabrit thì chúng ta sẽ có 8 gói exchange nhé, tổng cộng 8 gói exchange. Thực sự cái phần này nó cũng tương tự như gói exchange của cầu thủ là Touré này, hoặc Lucio hoặc là Van Basten thôi. Anh em sẽ phải thực hiện exchange để kiếm được những cái điểm token. Thì cái phần này con hàng Zanetti cũng là một con hàng cũng khá là ngon, nhưng mà có một điểm đấy chính là hiện nay anh em có thể nhận được free cầu thủ Philip Lam ở trong cái phần là Centurion. Và thực sự con hàng Philip Lam nếu như mà đánh giá thì mình thấy là con hàng này cảm giác ổn định và chất lượng con hàng Zanetti rất là nhiều, nên là cái gói exchange này mình nghĩ là sẽ khá là ít anh em exchange. Nếu như mà anh em nào như mình, anh em đang đi theo của Makelele thì anh em cũng có thể cân nhắc exchange cầu thủ Zanetti này anh em nhé.
Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile ngày hôm nay. Thì thực ra thì thời gian gần đây mình thấy các sự kiện của FC Mobile cảm giác là nó chưa quá là ngon. Có thể là EA đang chờ để cho một cái phần sự kiện cực hấp dẫn và đáng chờ đợi vào tháng 5 tiếp theo là phần sự kiện TOTS. Và hy vọng rằng cái phần sự kiện TOTS này sẽ cực kỳ chất lượng và anh em có thể vote các cầu thủ mình yêu thích thông qua link mình dưới phần mô tả nhé. Ok, và tất nhiên là sau bên này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.